Chào các bạn, hôm nay không nói về nội dung, không nói về hồ sơ nữa, mà tôi nói về các nguyên tắc của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi sau một năm, tôi có cái lượng khách hàng tăng lên, cũng rất là cảm ơn quý vị và các bạn. Tuy nhiên, tôi cũng có nguyên tắc nhất định. Để quý vị và các bạn nào coi cái nguyên tắc này của chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi sẽ không lặp lại mà cũng không buồn về chương trình Dân ta phải biết luật ta. Nguyên tắc thứ nhất là tôi chỉ tư vấn cho một người không quá 3 lần. Các bạn ạ, chương trình Dân ta phải biết luật ta, thời gian cũng có hạn, con người cũng có hạn, tôi sẽ không tư vấn ai không quá 3 lần. Vì sao? Các bạn phải dành thời gian đó để cho những người khác, họ cần những cái kiến thức pháp luật. Và nếu như trong trường hợp các bạn không có thể gặp tôi, thì các bạn sẽ gặp qua những cái video của tôi. Và tôi cũng không muốn các bạn thực sự ra những cái vụ việc rất là đơn giản, giống như tranh chấp một cái hợp đồng vay tiền. Tôi đã tư vấn cho các bạn, trong trường hợp tranh chấp hợp đồng vay tiền thì tôi đã có những cái video về vay tiền. Tôi cũng đã có những cái việc là nếu trong trường hợp hợp đồng vay tiền thì nó có thời hạn, nó có lãi suất, và vấn đề là chúng ta sẽ khởi kiện ở tòa nếu trong trường hợp không thể thỏa thuận được. Tuy nhiên thì một số người vẫn cứ mang một cái tư tưởng gọi là tôi sẽ bao sân luôn, từ khi tư vấn cho tới khi họ khởi kiện tới tòa và họ tới thi hành án. Và tôi nói với quý vị và các bạn, tôi sẽ không tư vấn một người không quá 3 lần trong một vụ việc tư vấn. Các bạn nhé, tôi có nguyên tắc riêng của chính bản thân mình. Tôi sẽ không tư vấn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta một người không quá 3 lần, để nhường cái việc đó lại cho những người khác, cho những người cần đến kiến thức pháp luật. Thứ hai, đó là tôi sẽ không tư vấn những trường hợp các anh chị muốn được quyền lợi của mình lỗi công bằng. Các bạn ạ, điều duy nhất trong cái cuộc sống này, sau khi chúng ta mất đi, chúng ta chết đi, thì cái sự công bằng vẫn làm trọng. Tôi nhận được những cái vụ kiện, vì khách hàng điện đến, họ bảo rằng họ đổi đất với ông A. Bây giờ họ có cả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tại họ đang quản lý sử dụng đất một thửa, thửa còn lại họ vẫn được cấp giấy. Tôi hỏi với họ rằng là vậy thì anh phải trả lại cho họ, cho những cái người mà trước đây anh thỏa thuận đổi một giấy. Họ không đồng ý. Họ bảo rằng là tôi đã có cùng một lúc hai giấy, và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy cho tôi. Và khi đã cấp giấy cho tôi thì như thế nào? Thì tôi được. Nhưng các bạn thấy không? Điều đó không công bằng, không phù hợp. Các bạn phải biết ở đâu ra. Nếu trong trường hợp đổi đất thì chúng ta không phải mạnh dạn thôi, chúng ta có quyền chọn thửa đất mà chúng ta trước đây là của chúng ta. Chúng ta có thể chọn thửa đất mà hiện tại chúng ta đang sinh sống. Chúng ta có thể chọn một trong hai thửa, chúng ta không thể lỗi công bằng được. Các bạn ạ, tôi sẽ không tư vấn và tôi sẽ không có ý kiến về vấn đề này. Mong các bạn thông cảm. Có một em bảo gì, chị ơi em vay tín chấp với số tiền là bao nhiêu tiền đó, và bây giờ em không trả, người ta kiện em, giờ em phải làm sao? Tôi trả lời với họ rằng bây giờ em vay tiền của người ta thì em phải trả, còn muốn tư vấn làm sao? Em vay có vài chục triệu thôi, vay sinh hoạt, vay tiêu dùng. Bây giờ người ta kiện em, thì kiện thì bây giờ em phải
tích lũy lại, em phải xài ít lên tí xíu để em trả lại cho người ta. Chứ không lẽ bây giờ luật sư tư vấn cho em là bây giờ không trả em ơi. Tìm một cái cách nào đó. Quý vị và các bạn phải hiểu được rằng trong một cái góc độ nào đó, luật sư nếu tư vấn được lợi cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn chạy đi những cái khoản tiền đó, thì như vậy nếu trong trường hợp nào đó cái lỗi hoàn toàn ở phía tôi. Các bạn phải hiểu là như vậy. Chúng ta phải có cái công bằng. Cái công bằng ở đây chúng ta sẽ nói về công bằng về pháp luật. Mình vay tiền người ta thì bây giờ không trả tiền người ta thì mình phải bị người ta khởi kiện lên tòa, thì mình phải đi hầu tòa. Chứ không thể nào mà nói là bây giờ là em vay rồi luật sư làm sao cho em đó hả, tìm em chạy cái số tiền này, em lo lắng quá luật sư. Thế tại sao khi mình nhận cái số tiền của người ta mà mình lại không mau mắn lẹ làng mình trả lại cho người ta? Mình có thể xin người ta cái lãi suất, mình có thể xin người ta trả chậm trả dần. Tôi vẫn tư vấn cho họ như vậy. Còn vấn đề nằm ở chỗ gốc là mình phải trả cho người ta. Điều đó là có thật, đó là công bằng. Ngay cả đạo đức cũng vậy, mình phải thể hiện. Vì chương trình dân ta phải biết luật ta, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt giàu nghèo. Cho nên các bạn cũng đừng điện cho tôi một cái câu nói rằng là chị ơi em nghèo lắm. Em nghèo thì đã sao, luật sư cũng nghèo giống như các bạn vậy thôi. Luật sư cũng xuất thân từ gia đình nông dân. Luật sư cũng bằng cái đôi tay, bằng sự nghiên cứu, bằng sự nỗ lực để có được ngày hôm nay. Hiện tại luật sư vẫn đang vật lộn với cơm áo gạo tiền. Sáng nay tôi kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện mà tôi đưa đến một cái ý tưởng ngày hôm nay. Tôi điện chị điện thoại, chị tư vấn cho tôi. Chị tư vấn thì tôi bảo rằng là chị ơi, sau khi mà tư vấn cái vụ việc thì chị bảo là em không hiểu. Chị tư vấn vấn đề thứ nhất là tôi bảo rằng nếu mà trong trường hợp chia thừa kế là như vậy, thì chị bảo rằng là bây giờ em phải áp đặt như vậy. Tôi bảo gì chứ, bây giờ gia đình chị đưa ra những cái quan điểm như vậy, tôi đã tư vấn một cách chung nhất. Tôi không thể cầm tay chỉ việc các bạn được, vì nó chỉ dừng lại ở mức tư vấn và các bạn đưa cho tôi những cái rất là chung nhất. Và chỉ yêu cầu tôi tư vấn rằng làm thế nào để khai nhận di sản thừa kế, và khai nhận di sản thừa kế sẽ như thế nào, và yêu cầu là cái phần của mình sẽ được hơn. Và sau khi mà khai nhận di sản thừa kế không được thì sẽ kiện ở tòa, và kiện ở tòa sẽ như thế nào nếu như trong trường hợp mình được như gì, và mình yêu cầu được nhận đất mà cái gốc của cái người thừa kế còn lại sẽ thấp, tại vì cái nguồn gốc đất này là của mình. Các bạn các bạn muốn, các bạn muốn tư vấn, các bạn muốn càng nhiều càng nhiều càng nhiều, nhưng các bạn vẫn chưa có một cái cách nhìn. Tôi bảo với chị rằng là thật sự ra là tôi cũng học bao nhiêu nay năm rồi, kiến thức của tôi cũng để vừa đủ tư vấn, còn nhường lại cái việc tư vấn này cho những người khác thiếu cái điều kiện hơn. Các bạn chúng ta phải hiểu rằng những thông điệp của luật sư tặng trong chương trình Dân ta phải biết luật ta là có thật. Tôi không hề giấu giếm cho quý vị và các bạn, nhưng quý vị và các bạn phải hiểu rằng từ trong cái góc khúc tôi phải tư vấn theo hướng công bằng về mặt đạo đức, công bằng về mặt pháp luật. Chứ tôi không thể là các bạn vẫn đưa ra, nếu vậy thì các bạn cứ đi ra ngoài để những người bạn họ sẽ tư vấn và họ sẽ chiều theo ý bạn. Tôi sẽ không tư vấn được. Cái vấn đề nữa trong cái nguyên tắc của chương trình Dân ta phải biết luật ta,
thiệt hại của quý vị và các bạn là có thật. Hôm nay gia đình có tổng cộng là 5 người, ba mẹ chết, một cái người anh chị em đã quản lý trực tiếp và được cấp giấy. Tôi đến tư vấn văn phòng luật sư, tôi nhận. Vì tôi cho rằng là quyền sử dụng đất là của ba mẹ để lại. Việc thừa kế là có thật. Ba mẹ là ba mẹ chung. Trong trường hợp không có di chúc thì di sản này sẽ được chia theo các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật. Mà một người con không thể nào quản lý trực tiếp vì một cái lý do khôn ngoan, kiến thức gì đó, họ đứng tên một mình và trong trường hợp họ hưởng một mình được nếu không có di chúc. Một người vợ sau khi kết hôn với chồng hơn 40 năm, khi ra đi thì chồng bảo rằng là tôi sẽ cho bà một cái quyền sử dụng đất mà không phải là chia tài sản ly hôn trong thời kỳ hôn nhân. Luật sư sẽ nhận vì trong cái gốc của hồ sơ nó có cái kiến thức về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, nó có cái kiến thức về khởi kiện chia di sản thừa kế do cha mẹ để lại. Điều đó cái người khách hàng mà đến với chúng tôi, đến với chương trình, một vài nguyên tắc hy vọng rằng là chúng ta sẽ thỏa thuận nhau như vậy để tránh thời gian, công sức và tiền bạc. Thực sự thì cái giá trị tôi trao đi cho tất cả mọi người, và tôi mong muốn mỗi một lời tôi tư vấn đến cho quý ông bà, cô bác và anh chị là những cái kiến thức mà tôi chắt lọc được trong cái quá trình hành nghề. Và tôi mong muốn rằng quý ông bà, cô bác và anh chị đón nhận như một cái quà tặng từ luật sư. Có thể chúng ta sẽ không tìm gặp ở đâu có những cái luật sư bằng luật sư online. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đã đồng hành, đã cùng với tôi trong suốt một cái thời gian hơn một năm. Và hy vọng quý ông bà, cô bác và anh chị sẽ đồng hành hơn nữa, sẽ chỉ những người quen, những bạn bè, những người thân nếu trong trường hợp chúng ta, gia đình chúng ta gặp những cái rắc rối về những cái sự kiện liên quan tới pháp lý. Hy vọng rằng luật sư sẽ đồng hành với quý vị và các bạn. Thôi dông dài quá, bây giờ chị mong muốn rằng nếu quý vị và các bạn có những cái trăn trở thì hãy gửi những cái thông tin đó cho tôi một cách đơn giản nhất. Nếu quý vị cần chúng tôi song hành thì chúng tôi sẽ song hành từ câu đơn giản nhất tới phức tạp nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Đừng giận, đừng hờn nếu trong trường hợp những cái nguyên tắc này có một chút hơi nghiêm khắc quý vị và các bạn nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe. Gần hết năm rồi, tôi cũng mong là đầu năm 2019 có đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho mọi người những cái kiến thức pháp luật đúng như thông tin Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.